trải nghiệm chất âm trên một đôi loa B3 DM1 xịn của Đức ạ. Lên đi ạ. Quá đã luôn các bạn ơi, rất tuyệt vời. Tiếng bát chép đánh rất căng các bạn nha. Nghe bát đánh sướng quá các bạn. Quá tuyệt vời. Đây các bác nha, em đánh có duy nhất một chiếc thôi. Đây các bác nhìn đẩy em dạy ra này. Đây đẩy có đánh đúng một chiếc các bác nha. Đẩy một chiếc thôi mà nó đánh cho không gian diện tích các bác nhìn này. Không gian nhà em rất là rộng luôn, trên 100m2 đánh tiệt bồ cho các bác, được chưa ạ? Ok, xin chào các bác có mặt trong buổi tối ngày hôm nay tại cửa hàng bên em. Rất vui khi ngày hôm nay bên em lại tiếp tục lên và giới thiệu đến cho bác rất nhiều những dòng sản phẩm khác nhau. Và đặc biệt hơn nữa ngày hôm nay thì bên em vừa mới cập bến được tổng cộng nha các bác nha, 20 đôi loa dòng B3, dòng B3 G212 rất VIP. Trong buổi tối ngày hôm nay thì bên em vẫn liên tục đóng hàng đi liên tục cho các bác luôn. Toàn bộ là những cái hàng hóa mà ngày hôm nay bên em đi nhá, là ngày mai ngày kia là các bác có thể nhận được rồi. Đấy, những bác nào đã mua trong ngày hôm nay thì các bác sẽ sớm nhận được thôi các bác nhá. Bên em đã gửi hàng đi tận nơi đến tận nhà cho các bác rồi, được chưa? Và ngày hôm nay trước khi vào những cái dòng sản phẩm rất VIP của thương hiệu B3 như thế này, các bác nhìn này. Bên em về các bác nhìn này, trồng 4 tầng luôn các bác nhá, sắp lên kịch luôn trên trần rồi. Đấy, dưới tận dưới này luôn này các bác. Đó các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Rất nhiều loa, rất nhiều loa. Đấy, bên em trồng 4 tầng luôn mà loa nó rất là nhiều như này. Và tí nữa sẽ giới thiệu cho bác dòng B3 G212 rất VIP tới từ Đức này. Nhưng mà trước khi đó thì các bác có thể vào trong này. Bên em đang có một vài dòng loa muốn thanh lý nhanh cho các bác nhá. Em có một đôi loa dòng của B-Series. Con này thì có một đôi này, một chiếc ở trên này và một chiếc ở dưới này các bác nhá. Duy nhất một đôi này trong ngày hôm nay. Con này nó khó lấy ra quá thì bác nào mà lấy thì ngày hôm nay duy nhất một cặp này. Con này thì tiếng của nó rất là hay. Phải nói thật sự các bác, tiếng rất là hay, bát đánh căng chắc. Đấy, dòng này thì có một đôi thôi. Nên là bác nào mà lấy thì em sẽ để cho bác giá nó chỉ loanh quanh 1 triệu 300 ngàn đồng một đôi. 1 triệu 300 đấy các bác nhá. Đấy, con này thùng vách các thứ của nó vẫn còn nguyên luôn. Đấy, B-Series nhá. Bác nào mà lấy thì có thể alo sớm cho bên em. Duy nhất một cặp. Đấy, chốt nhanh thì alo sớm cho bên em nhá. Duy nhất một cặp trong buổi tối ngày hôm nay. Và tiếp theo bên này, các bác có thể nhìn thấy được những cái cặp loa B3. Như các bác biết thì vừa đây thì em về được khoảng tổng cỡ 60 đôi. Toàn bộ là dòng B3, dòng B3 Q8 này rất là hay. Con này các bác làm loa trợ lời hoặc anh em làm những dòng loa nghe nhạc cũng rất là tuyệt vời luôn. Và em nói thật sự và bật mí luôn cho các bác là hiện tại bên em không còn nhiều những đôi này nữa. Bởi vì trong mấy ngày hôm qua bên em đã bán tổng cộng lên được đã 40 đôi rồi các bác ơi. Đã bán lên hơn 40 đôi rồi và hiện tại những đôi B3 Q8 như thế này, những con loa đẹp như thế này, em chỉ còn khoảng độ tầm hơn chục đôi thôi. Còn lại nó loa nó hơi xấu một chút. Nên là bác nào chậm chân, chậm tay thì chắc chắn sẽ phải mua những cái đôi loa xấu các bác nhá. Và những đôi loa B3 Q8 này các bác vừa có thể phối ghép âm ly, chúng ta ghép với đẩy, chúng ta ghép với những bộ dàn karaoke đã có loa rồi thì các bác hoàn toàn có thể phối ghép rất là dễ dàng. Và công suất của nó chỉ có 80W thôi, nên là các bác phối ghép vào những bộ karaoke rất là hay luôn, phối ghép phim tiếng lời tiếp, hoặc anh em nào phòng trà hoặc phòng cà phê, anh em hoàn toàn có thể phối ghép những dòng sản phẩm này để chúng ta tiết kiệm tiền nhá. Mức giá đầu tư cho một đôi loa B3 Q8 này chỉ có giá là 1 triệu 500 nghìn đồng. Giá đã rẻ nhất trên Việt Nam này rồi và bên em cam kết bao zin nguyên bản, tặng kèm đầy đủ dây giác phụ kiện cho bác luôn. Các bác yên tâm nhá. Ok. Phía mặt đằng sau đây các bác. Đấy, B3 Q8 nhá, công suất của nó các bác 80W. Đấy, trở kháng là 8 ohm, được chưa ạ? Cân nặng là 7 cân, rất là dễ dàng phối ghép thôi nhá các bác nhá. Anh em nào bồ kết dòng sản phẩm này có thể liên hệ sớm với bên em để chốt hàng ngay, được chưa ạ? Và bên này thì em có một đôi loa đây. Đôi loa này nó hơi sát sát một chút này. Đấy, nói chung là con này thì nó là hàng bãi chuẩn xịn luôn rồi, không cần phải bàn nữa. Đấy các bác nhá, dòng BMB series. Đấy, dòng này là B3 BMB của Bangladesh đây các bác này. BMB của Bangladesh rất là hay luôn. Tem mác số series đầy đủ. Và con này thì bát 25 các bác nhá. Một đôi này hàng Bangladesh xịn. Thì bác nào lấy thì em đang để với mức giá chỉ có là 2 triệu 500 nghìn đồng một đôi thôi. Anh em nào kết thì có thể alo sớm cho bên em để chốt đơn đôi loa này nhá. Rất là hay, rất là chất, rất đáng để sở hữu, được chưa ạ? Vừa làm loa lời vừa làm loa chính được. Đó, anh em nào mà có nhiều tiền thì anh em chơi loa này thì rất là hợp lý luôn, được chưa các bác? Và quay trở lại với dòng loa chính trong buổi tối ngày hôm nay, bên em đang có những dòng loa của B3 hàng vừa về cập bến cho các bác luôn. Tổng cộng là 20 đôi các bác nhá, để có thể là trao đến tay cho tất cả các bác. Toàn bộ hàng này bên em cam kết với các bác hàng nguyên zin, nguyên bản, bao trọn gói là kiểm tra, test hàng, kiểm tra thoải mái cho các bác luôn. Nhận hàng test âm thanh thoải mái mới phải thanh tiền. Hàng không zin, không chuẩn, không hay, bên em không lấy tiền các bác nhá. Đấy, cam kết luôn, nhận hàng test âm thanh thoải mái luôn, được chưa ạ? Dòng B3 bát 30, côn 76 từ 180, chép con này là chép 450, âm thanh cho ra chi tiết, chất âm dày, bát sâu, tiếng của nó chi tiết, ngọt ngào, âm thanh sâu lắng và đặc biệt tiếng tép rất sáng và bay. Đối với B3 thì các bác biết rồi, B3 là một trong những cái thương hiệu lớn trên toàn cầu
Và nói đến B3Z212, nó là một trong những cái dòng gọi là best seller của thằng B3 luôn rồi. Những cái dòng B3Z212 được rất nhiều anh em yêu thích bởi vì giá thành phải chăng, chất lượng âm thanh hay và nó có mẫu mô hình rất là đẹp. Đấy, thế nên được anh em yêu thích rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì em về được tổng cộng là 20 đôi loa B3, dòng B3Z212 để gửi đến cho bác. Và tất cả những dòng loa này bên em cam kết zin nguyên bản và có giá thành rẻ nhất tại thị trường Việt Nam. Và ngày hôm nay thì báo giá luôn cho bác với những đôi loa B3Z212 bãi xịn của Đức như thế này, thì ngày hôm nay bên em xin phép được báo giá sớm cho bác trước khi bóc ruột gan. Ngày hôm nay thì duy nhất cho bác luôn, ngày hôm nay bên em để cho bác giá chỉ 3.900.000 đồng, 3.900.000 đồng một đôi. Và đây là những đôi loa hàng chuẩn chính hãng, chất lượng 100% gửi đến tay các bác, giá thành rẻ nhất và rẻ nhất tại Việt Nam này luôn. Anh em nào mà thấy mức giá ở đâu rẻ hơn nhá, bên em đền tiền cho các bác, được chưa ạ? Được chưa ạ? Giá rẻ là một, chất âm hay là hai, và hình thức đẹp là ba, quan trọng nhất là hàng zin nguyên bản cho bác nữa là bốn. Không còn gì để mà lăn tăn phải suy nghĩ cả, các bác xuống tiền ngay để chốt đơn những đôi loa B3Z212 nhá. Ở đây thì bên em đã có những cái đôi loa bên em đã bóc ruột gan ra đây rồi để có thể là gửi đến cho các bác. Các bác nhìn logo của nó đi, các bác nhìn đẹp không? Logo của B3 thôi nó làm cũng chi tiết rồi. Đấy, còn phía này bên dưới này, đây, B3Z212 này, đó, tem mác, số series, tem mác đầy đủ hết các bác nhá. Hàng chuẩn chính hãng của Đức luôn, nên là các bác yên tâm. Hai rắc speaker, đấy, tem mác đầy đủ luôn. Ở đây thì bên trong này bên em đã bóc ruột gan của nó ra đây rồi để các bác cùng ngắm nhìn, để chúng ta còn ngắm nhìn qua được cái vẻ nội thất hàng chất của những thằng B3 này nó là như thế nào các bác nhé. Ở đây thì em đã có bóc ruột gan đây rồi. Đây là phần tép của nó này, các bác nhìn này, tép đây. Tép đương nhiên là nó sẽ có những cái bụi bẩn là không thể tránh khỏi được rồi, được chưa ạ? Đây là phần củ tép các bác nhé. Củ tép toàn bộ là tép của nó, là tép 100% là tép muối khế, dòng Beta 3 đây các bác nhé. Đấy, dòng này thì các bác hoàn toàn an tâm khi chúng ta sử dụng, được chưa ạ? Đó, đây là phần tép này, tép toàn bộ là tép muối khế luôn. Những dòng tép muối khế này đặc trưng của nó là gì? Tức là tiếng tép của nó cho ra tiếng tép nó dày, sáng, và quan trọng là tiếng tép của những cái dòng tép này thì tản nhiệt của nó rất là tốt, tản nhiệt rất là tốt, nên là khi mà các bác sử dụng lâu dài, độ bền cũng rất là cao các bác nhá. Đây là phần tép. Còn phần bát thì các bác có nhìn thấy được ngay là bát của nó toàn bộ là màng bát giấy các bác nhé. Màng bát giấy, gân vải tẩm dầu, hai lớp sóng, và tất cả các cái màng bát này các bác có nhìn thấy được ngay là màng bát của nó còn rất là chi tiết đây các bác. Được chưa? Màng bát rất là chi tiết và nó có những cái độ ống nhất định luôn. Đấy, độ dầu của nó còn rất là nhiều, phủ dầu của nó rất là nhiều luôn. Thế nên là khi các bác sử dụng lâu dài, chúng ta không cần phải lo về dưỡng ẩm cái phần bát này các bác nhé. Đó, được chưa? Đây là phần bát, nó loa rất là to luôn. Còn về là bên trong nhé, em sẽ bóc ở bên trong để các bác cùng ngắm nhìn. Riêng cái củ bát này nó cũng rất là nặng, riêng củ bát này thì nó sẽ nặng loanh quanh tầm cỡ 7 cân đến 8 cân. Nếu mà đúng ra là con này cân lên thì sẽ được tầm 8 cân các bác nhé. Dòng sản phẩm của Beta 3. Đấy, tem mác số series đầy đủ cho các bác ngay ở trên này nha các bác nhé. Đó. Từ của nó toàn bộ là từ 7 màu nha các bác nhé, từ 7 màu các bác nhìn này. Đẹp. Từ 7 màu rất là đẹp, từ trắng 7 màu nha các bác nhá. Từ của nó từ 180, từ 180 côn 76. Đấy, tép của nó là tép 450 các bác nhé, tép 450, được chưa ạ? Dòng này thì sẽ là xương, toàn bộ là xương, kiểu xương đúc các bác nhé, kiểu xương đúc, chất âm rất là hay. Dòng này các bác hoàn toàn có thể phối ghép với âm ly, các bác phối ghép với đẩy, các bác phối ghép với tất cả mọi thứ trên đời này, các bác đều có thể phối ghép được. Kể cả những dòng âm ly cổ như 203 đờ nông hay là những dòng pioneer cổ, các bác hoàn toàn có thể phối ghép được. Công suất của nó dao động từ 300W cho tới các bác nhé. Công suất vào, nếu công suất vào chuẩn của nó chỉ tầm 250W thôi. Công suất ra mắc tầm của nó là được 950W ở trở kháng 8 ohm. Đấy, rất là dễ dàng phối ghép đúng chưa ạ? Với một dòng sản phẩm ngon, bổ, rẻ, chất lượng, chính hãng và quan trọng là tới từ Đức như vậy thì mức giá 3.900.000 đồng em nghĩ nó là một mức giá rất là rẻ rồi và cực kỳ phải chăng để các bác sở hữu rồi. Và những đôi loa này bên em cam kết với các bác rồi là zin nguyên bản, chưa qua động chạm sửa chữa, và bên em cam kết với bác là hàng chuẩn chính hãng của Đức luôn, tới từ Đức luôn các bác nhé. B3Z212 bán rẻ nhất trên thị trường của bác 3.900.000 đồng. Và bây giờ xin mời các bác chúng ta cùng trải nghiệm chất âm thêm một lần nữa đối với dòng sản phẩm loa B3, dòng sản phẩm rất là tuyệt vời của thằng Đức các bác nhé. Ok. Tuyệt vời.
em đoán đây sẽ là một trong những cái dòng sản phẩm best seller bán chạy nhất, hay nhất trong thời gian vừa qua của bên em, vẫn tiếp tục sẽ là những dòng sản phẩm hay nhất và chạy nhất trong cửa hàng bên em. Chúc các bác có một cái buổi xem video thật là vui vẻ. Nhớ đón xem hết cái video này và để lại bên em xin một lượt like, ấn comment đăng ký kênh và chuông thông báo để đón nhận sớm những video từ bên em. Với những dòng sản phẩm chất như này thì các bác không ngại gì mà chúng ta có thể bỏ tiền ra để mua những dòng sản phẩm chất như này để về hát karaoke gia đình các bác nhé. Đấy, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau. Xin chào.